làm mưa làm gió trên thị trường đồ gỗ mỹ nghệ có cấp trong nước và ở nước ngoài. Để sử dụng những việc khác, một lòng an toàn từ gỗ nguyên cương được xem là một điều tuyệt vời nhất đối với những người chơi phong thủy. Và ngày hôm nay tại video của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Sơn Đông, chúng tôi xin giới thiệu đến khách một kiện bát được làm từ 100% dòng gỗ nguyên cương cao cấp, đó chính là cường tách mã gỗ nguyên cương siêu tiết. Hiện đang có mặt tại Cần Thơ tại địa chỉ số 295 Nguyễn Văn Cử Đỗ Giai, phường An Thanh, quận Bình Thạnh, thành phố Cần Thơ. Với cấu hình vô cùng đẹp mắt, đó là hình ảnh tách mã chi phong mang đến một ý nghĩa phong thủy vô cùng ấn tượng và đặc biệt, lại được làm từ chính dòng gỗ nguyên cương cao cấp. Bộ sản phẩm đang có mức giá là 79.900.000 đồng. Và sau đây tôi xin mời khách bỏ một vài phút để có thể cùng chúng tôi tìm hiểu về kiện bát mỹ nghệ đặc biệt này. Hiện tại, bức kiệt tác này của chúng tôi là bức kiệt tác có 102 tại Sơn Đông, với kích thước là chiều sâu 78cm, ngang lên đến 1m37 và chiều cao là 75cm, được làm từ chính nguồn nguyên liệu gỗ nu hương cao cấp. Bức tượng kiệt tác tuyệt vời này được những người thợ nghệ nhân lành nghề tại Sơn Đông của chúng tôi đã đầu tư qua nhiều ngày để có thể đục chạm nên một dòng sản phẩm cao cấp như thế này. Từng đường nét đục chạm đều được các người thợ của chúng tôi thực hiện bằng thủ công hoàn toàn 100%. Bức tượng kiệt tác ngày hôm nay được làm hoàn toàn từ gỗ nu hương. Như quý khách cũng biết, gỗ nu hương còn được trong nghề gọi cái tên ngắn gọn là gỗ nu. Chữ nu theo người có kinh nghiệm trong nghề đồ gỗ gọi là gỗ có văn xoắn bắt mắt, đặc biệt vô cùng đắt giá. Những cây gỗ nu hương khi bị thương do thiên nhiên hay tác động của con người thường rất mau lành vết thương. Chỗ vết cắt sẽ được phục hồi nhanh chóng bằng việc sinh ra những chất tích tụ tại vị trí bị thương để làm lành chúng. Chính từ điều này mà vị trí thương tọt đã trở thành một vị trí đắt giá nhất trên cây gỗ. Bức tượng bát mã được các thợ nghệ nhân Sơn Đông của chúng tôi đục chạm thủ công hoàn toàn với hình ảnh chú ngựa. Những chú ngựa phi trong rừng núi hùng vĩ với ánh mặt trời đỏ rực, có thể là đang lao đi trên đá sỏi gồ ghề hoặc có thể đang băng qua dòng sông suối hiểm trở. Như quý khách thấy, mọi đường nét đục chạm đều thể hiện được cái hồn mà các người thợ lành nghề của chúng tôi đã thổi vào trong đó, với ý nghĩa cảm nhận được tiếng hú vang vọng cả đất trời trong niềm vui chiến thắng của những chú ngựa. Việc kết hợp hoàn hảo giữa dòng gỗ nu hương cao cấp với hình tượng bát mã tri phong đã làm nên một bức kiệt tác có 102 tại Sơn Đông của chúng tôi. Hình ảnh gỗ nu hương được ví như những vết tích kỳ diệu của thiên nhiên. Những vết thương càng lâu, trải qua sự thay đổi của thời gian càng cho ra những khối gỗ nu đặc biệt. Gỗ nu có vẻ ngoài sân xuôi, hoặc nhìn chẳng thấy bắt mắt. Nhưng quan sát kỹ, bạn sẽ thấy được những đường nét cầu kỳ uốn lượn bên trong một cách tự nhiên và nghệ thuật. Bản thân những khúc gỗ nu đã đẹp, cộng thêm bàn tay hài hòa của những nghệ nhân điêu khắc đã biến vật vô tri trở nên sống động và nhiều sắc thái. Đến với Sơn Đông của chúng tôi, quý khách sẽ được hướng dẫn và tư vấn nhiệt tình về những dòng